chào quý vị, hôm nay B Audio Sài Gòn xin test nhạc cho quý vị đôi loa Bootsell đời cao cấp của JBL, đó là A820 nha quý vị. Một đôi loa rất là đẹp luôn, trùng số series. Nói chung là đôi loa này không có chỗ chê. Quý vị mà vừa nghe nhạc mà vừa trưng bày phòng khách cũng rất là đẹp nha quý vị. Dòng này là dòng Bootsell cỡ bự nha. Bootsell cỡ bự nên là cái kích thước chiều cao của nó là lên tới 50 nha quý vị. Bootsell mà 50 chiều cao rồi, chiều ngang là 27 và chiều sâu là 33. Bây giờ mình tháo lưới ra, tem lưới gì cũng còn đẹp hết nha quý vị. Đây cái tem của nó là cái tem nó nằm ở trên thùng rồi quý vị. Đây, một loa bass 20 và một loa trep titanium. Dòng loa này thì có trep phải nên quý vị nhìn cái loa trep của nó là bố trí đối xứng nhau nha. Đối xứng nhau quý vị. Với công suất là 150W trên một loa, độ nhạy 91 dB và trở kháng dòng này là 4 ohm nha quý vị. Trở kháng 4 ohm nha. Rồi và đôi loa này ngày hôm nay với cái mức giá rất là tốt luôn, mình bán 8.200.000 nha quý vị. 8.200.000. Và cái loa này nó nặng 12 kg trên một thùng. Cái phần màu vàng quý vị nhìn thấy đây là một cái lớp gỗ lạc mỏng được ép bên đây, ép ra ngoài như thế này nha quý vị. Đây quý vị nhìn nè, trép của nó là dòng trép titanium khía nha. Ở xung quanh này là quý vị, ở cái viền ở ngoài của cái trép này là nó làm kiểu như là kim cương quý vị, cái hình kim cương nha. Đây nó không phải là dòng trép trơn. JBL thì có những đời nó làm cái trép cũng titanium nhưng mà nó không có khía. Đây quý vị nhìn cái màu gỗ nè, vô cùng đẹp. Đôi loa này tìm chỗ che thì mình thấy không có chỗ che, rất là đẹp luôn quý vị. Rồi đây hai cái thớ thịt gỗ này quý vị, rất là đẹp, để mình quay ra phía sau quý vị nha. Đây cái con tem của nó nè, A820 hai quay hai đường tiếng quý vị. Đây trở kháng in luôn bên đây là 4 ohm. Số series này quý vị, số series là trùng số series, chỉ khác là L và R. Cái gỗ của nó dạng như gỗ cườm, gỗ này là gỗ gì nhỉ, gỗ ốc chó mà đẹp đó, đẹp cực kỳ đẹp luôn quý vị ạ. Đây nhìn nó sang trọng, nói chung là và sáng phòng nữa quý vị nha. Và dòng này quý vị ghép với những cái đời âm ly mà ma răng hoặc là Luxembourg, tiếng vô cùng ngọt ngào luôn, rất là ngọt ngào nha quý vị. Thì bây giờ bây xin mời tất cả quý vị cùng nghe nhạc. Và quý vị nào mà đang tìm cái dòng A820 hoặc là một đôi loa Bootsell của JBL cỡ bự mà đẹp như thế này thì alo cho bây nha. Số điện thoại của mình là 0907386304 nha quý vị. Đây là đá sỏi, nhưng đá nằm khổ đau.
tình yêu em. Em hỏi tôi đã biết thở dài xa xôi. Em hỏi tôi đã có ngậm ngùi chia phôi. Em và tôi thiên đường mất rồi, trên lối về mình tôi bước dài lê thê. Em vô tình làm sao hồn tôi giờ đây úa nhau. Trong đêm thâu gọi tên lòng càng vắng xa thêm. Tôi hôm nay là ai, thà như một phiến đá nằm. Trăm năm như ngàn năm người cũng đã băn khoăn. Phiên đã nằm trăm năm như ngàn năm người cũng đã băn khoăn. Trăm năm như ngàn năm người cũng đã băn khoăn.